Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện G Audio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên tộc Chi Vương, tập 234. Trấn Tiên Tháp. Vương Trường Sinh chau mày, ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng. Diệp Hải Đường còn chưa có tin tức. Nếu Diệp Hải Đường xông qua tầng thứ 35, truyền tống ngẫu nhiên ở ngoài mười mấy vạn dặm, khoảng cách xa như vậy, bọn họ căn bản không thể xác định được vị trí của Diệp Hải Đường. Hắn lo lắng là Diệp Hải Đường thất thủ. Dù sao có hơn 10 người vượt ải chết ở tầng thứ 35. Vương Thù Minh vì xông qua tầng 35, thiếu chút đã chết. Hắn từng nói với Diệp Hải Đường, nếu là khoảng cách truyền tống quá xa, có thể tự quay về đảo Thanh Liên. Hắn bây giờ chờ đợi Diệp Hải Đường đừng gặp chuyện. Một tiếng nổ từ Trấn Tiên Tháp tầng thứ 36 truyền đến. Trấn Tiên Tháp kịch liệt chớp lên, không gian vằn vẹo biến hình một trận. Chuyện gì vậy? Trấn Tiên Tháp sao có thể có dị thường? Mau nhìn, có người xông qua tầng thứ 36, mau nhìn đi. Trời ạ, thật sự có người xông qua tầng thứ 36, yêu tộc hay nhân tộc? Ngao Thanh nhíu mày. Tộc nhân Ô Phượng nhất tộc vượt ải không lâu, không có khả năng nhanh như vậy đã xông đến tầng thứ 36. Xem ra tầng thứ 36 quá nửa là của nhân tộc. Tầng thứ 36, ông lão áo xám thở hồng hộc, mặt không còn màu máu. Mấy món pháp bảo lấp lánh linh quang rơi ở trên mặt đất. Mặt ngoài pháp bảo trải rộng vết nứt. Công tôn ược biến mất không thấy đâu. Hơn trăm cây cờ trận gãy rơi rải rác ở trên mặt đất. Mặt cờ lóe ra linh quang. Vì tiêu diệt công tôn ược, ông lão áo xám trả giá thê thảm nặng nề. Tự bạo một món linh bảo, dùng mất một tấm mật phù cấp 4, ngũ hành, chu yêu phù. Một bộ trận pháp cấp 4 báo hỏng. Ngũ hành chu yêu phù là mật phù độc môn của gia tộc tu tiên Miêu gia Đại Yến Vương Triều. Yêu thú cấp 4 cũng không dám đón đỡ. Chu Tư Hồng ngày đó sau khi chạy ra khỏi cấm địa, đại náo Miêu gia, đã thương lão tổ Miêu gia, đoạt đi một tấm ngũ hành chu yêu phù. Đừng nói là tu sĩ kết đan, tu sĩ Nguyên Anh cũng chưa chắc lấy ra được một món linh bảo cùng một tấm ngũ hành chu yêu phù. Linh quang lóe lên, không trung phù cận hiện ra mười mấy cái bàn ngọc màu vàng. Trên mỗi một cái bàn ngọc đều có một món bảo vật. Ông lão áo xám thở phào nhẹ nhõm một hơi, nâng bước đi về phía bàn ngọc màu vàng. Vì xông qua tầng thứ 36, lão trả giá thê thảm nặng nề. Thông thiên linh bảo huyết ma nhận. Ha ha, bảo vật này không phải là hủy diệt rồi sao? Thế mà lại ở Trấn Tiên Tháp. Ông lão áo xám nắm lên một cây đoạn đao toàn thân ánh sáng màu máu lưu chuyển không ngừng, điên cuồng cười nói, trong mắt tràn đầy biểu cảm nóng rực. Đoạn đao màu máu dài 2 thước, hình bán nguyệt. Trên chuôi đao có khắc một hình huyết quỷ trông rất sống động. Đúng lúc này, không gian vặn vẹo một trận, hiện ra một cái hố 7 màu. Một cái áp lực mạnh mẽ đẩy lão về phía cái hố. Sao lại thế? Ta mới chọn có một món bảo vật. Ông lão áo xám còn chưa nói xong, đã bị đẩy vào bên trong lỗ thủng 7 màu. Ánh vàng chợt lóe, khí linh hiện ra trên mặt hắn lộ ra vẻ châm chọc lẩm bẩm. Ngu xuẩn, cái gọi là huyết ma nhận chẳng qua là vật phòng chế thí tiên đao mà thôi. Ta tạo ra 3 thanh, nếu mỗi kẻ vượt ải đều tự bảo linh bảo như ngươi, vậy còn ra sao nữa? Cho ngươi một cây huyết ma nhận đã không tệ rồi. Trấn Tiên Tháp tầng thứ 36 chợt sáng lên một đạo linh quang 7 màu rực rỡ vô cùng. Bầu trời xuất hiện một cầu vồng 7 màu dài hơn 100 trượng. Một ông lão áo xám gầy như cây trúc xuất hiện ở trên cầu vồng 7 màu. Trên tay lão nắm một cây đoàn đao hào quang màu máu lưu chuyển không ngừng, tản mát ra một luồng linh khí dao động kinh người. Lão vừa hiện thân, hơn 1000 đôi mắt đều rơi ở trên người ông lão áo xám. Thông thiên linh bảo. Ánh mắt Lý Thiên Dương nhìn chằm chằm đoàn đao màu máu trên tay ông lão áo xám kinh hô. Truyền thuyết là thật, xông qua tầng thứ 36, thế mà thật sự thưởng cho thông thiên linh bảo. Nghe được 4 chữ thông thiên linh bảo, ánh mắt tu sĩ ở đây trở nên nóng rực, đều nhìn về phía ông lão áo xám. Một trận cuồng phong thổi qua, một thanh niên áo đỏ trên lưng mọc một đôi cánh lông vũ màu đỏ.
to cả trượng chợt xuất hiện ở bên cạnh ông lão áo xám. Hai tay thanh niên áo đỏ sáng lên một luồng hào quang màu đỏ, hóa thành một đôi móng vuốt sắc bén màu đỏ lớn cả trượng, chụp vào thiên linh cái của ông lão áo xám. Ông lão áo xám phản ứng rất nhanh, huyết ma nhận trong tay bổ về phía thanh niên áo đỏ. Ánh sáng màu máu chợt lóe, một dải cầu vòng màu máu bắn ra, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai tay của thanh niên áo đỏ như đậu phụ đụng tới cầu vòng màu máu, nháy mắt đứt gãy. Hộ thể linh quang của hắn cũng ngăn không được cầu vòng màu máu này. Cầu vòng màu máu nháy mắt xuyên thủng thân thể của thanh niên áo đỏ. Ở trước mặt thông thiên linh bảo, phòng ngự của thanh niên áo đỏ như tờ giấy mỏng manh vừa đâm đã thủng. Thanh niên áo đỏ bị cầu vòng màu máu chém thành hai nửa, hóa thành một mảnh mưa máu lớn. Không trung ở đỉnh đầu ông lão áo xám nổi lên dao động. Một cái long chảo màu xanh lớn hơn trăm trượng chợt hiện lên, chộp xuống giống như là vớt trăng đáy nước. Ông lão áo xám vội vàng vung vẩy huyết ma nhận trên tay, lại là một dải cầu vòng màu máu bắn ra nghênh đón. Long chảo màu xanh bị cầu vòng màu máu chém vỡ nát, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ. Ngoài thân của ông lão áo xám nở rộ hào quang, hóa thành một đạo hào quang xé gió chạy đi. Chạy đi đâu? Ở lại cho ta! Ngào thanh quát to một tiếng, ngoài thân nở rộ hào quang màu xanh, hóa thành một con giao long màu xanh dài hơn trăm trượng đuổi theo. Lý Thiên Dương cùng Hoàng Phù Duệ cùng đuổi theo. Thông Thiên Linh Bảo tuyệt đối là không thể để rơi vào tay yêu tộc. Nếu là đoạt được Thông Thiên Linh Bảo, thực lực của bọn họ sẽ nhận được một sự nhảy vọt về chất. Vương Trường Sinh không có hứng thú xen vào. Cho dù hắn chiếm được Thông Thiên Linh Bảo, cũng tuyệt đối không giữ được, ngược lại sẽ làm gia tộc trở thành tấm bia ngắm. Kim Đào Môn chính là một ví dụ rất tốt. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Thông Thiên Linh Bảo này không liên quan tới chúng ta. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, thanh liên pháp tỏa, nhất thời nổ rộ hào quang màu xanh, bay về phía đường lúc tới đây. Từng tràng tiếng nổ thật lớn từ phía sau truyền đến. Vương Trường Sinh coi như không nghe thấy. Không có bao lâu, thanh âm liền biến mất. Non nửa tháng sau, đám người Vương Trường Sinh về tới đảo Thanh Liên. Diệp Hải Đường còn chưa trở về. Đi vào phòng nghị sự, Vương Trường Sinh ngồi trên ghế chủ tọa. Sáu người bọn Vương Thanh Thiến giao ra một bộ phận đồ vật. Nhất nguyên trọng thủy có 4 giọt, một khối lưu ly trúc ngàn năm, một tấm da thú yêu thú cấp 4 hoàn chỉnh. Ngoài ra, bọn họ người cá biệt đạt được linh vật kết anh, nhưng bọn họ tự mình giữ lại linh vật kết anh. Gia tộc cũng không phải là cưỡng chế bọn họ giao ra toàn bộ bảo vật, nguyện ý giao ra bao nhiêu vật phẩm xem cá nhân của bọn họ. Đồ bọn họ nộp lên đều đổi thành điểm công đức, có thể lấy để đổi tài nguyên tu tiên. Các người đều vất vả rồi, trong thời gian này đừng một mình rời khỏi đảo Thanh Liên, an tâm ở trên đảo tu luyện, chờ đầu sóng ngọn gió trôi qua rồi nói sau. Vương Trường Sinh dặn dò. Sáu người bọn Phương Thanh Thiến đều đã tiến vào trấn tiên tháp vượt ải, đều toàn thân mà lui. Chỉ có Phương Thu Minh bị thương nặng. Bọn họ nếu là một mình ra ngoài, không bảo đảm bị lão quái vật nguyên anh khác nhằm vào, vẫn là tránh đầu sóng ngọn gió. Qua một giai đoạn lại ra ngoài thì tương đối tốt hơn. Tám người Phương Thanh Thiến chắp miệng một lời đáp ứng, lục tục rời đi. Phòng nghị sự chỉ còn lại Vương Trường Sinh, Vương Thanh Sơn cùng Vương Mạnh Phần. Mạnh Phần, bản mạng hồn đăng của Hải Đường không có vấn đề gì chứ? Vương Trường Sinh vẻ mặt ngưng trọng. Tu sĩ cấp cao của Vương gia đều có một ngọn bản mạng hồn đăng. Nếu vị tu sĩ cấp cao nào ngã xuống, bản mạng hồn đăng cũng sẽ tắt. Bản mạng hồn đăng cũng sẽ tắt. Bản mạng hồn đăng là pháp bảo, mặc kệ xa bao nhiêu, chỉ cần tu sĩ cấp cao tương ứng ngã xuống, bản mạng hồn đăng sẽ tắt. Vương Mạnh Phần phụ trách chiếu cố bản mạng hồn đăng của gia tộc, hắn vẫn luôn canh giữ ở từ đường. Không có, toàn bộ bản mạng hồn đăng đều ổn cả. Nghe xong lời này, Vương Trường Sinh và Vương Thanh Sơn không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Diệp Hải Đường hẳn là đã xông qua tầng thứ 35. Nàng làm việc cẩn thận, nhắm chừng nàng sẽ quay trở về đảo Thanh Liên. Được rồi, Mạnh Phần, người đi xuống làm việc đi. Vương Trường Sinh vung tay lên phân phó. Vương Mạnh Phần cúi người hành lễ lui xuống. Thanh Sơn, chờ ta luyện chế ra cho cháu một bộ phi kiếm, cháu lại đi Bắc Cương tu tiên giới cũng không muộn. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Thanh Sơn vẻ mặt ôn hòa nói. Vâng, vậy phiền cửu thúc rồi. Vẻ mặt Vương Thanh Sơn đầy cảm kích,
Hắn biết rõ luyện chế cả bộ phi kiếm lãng phí thời gian bao nhiêu. Từ khi hắn bước vào tu tiên giới tới nay, binh khí hắn sử dụng đều là Vương Trường Sinh tự tay luyện chế. Ngay cả Vương Thành Thiến cũng không có đại ngộ này. Vương Trường Sinh mỉm cười nói: người một nhà không nói lời hai nhà. Cháu đi về tu luyện trước đi, tu luyện thêm mấy môn bí thuật. Bắc cường tu tiên giới không yên ổn như cháu tưởng tượng. Vương Thanh Sơn gật đầu, xoay người rời đi. Về tới Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh đến chỗ của Tử Nguyệt Tiên Tử, nói đơn giản một lần tình hình chuyến đi này. Biết được Trấn Tiên Tháp có thông thiên linh bảo, Tử Nguyệt Tiên Tử cũng vô cùng chấn động. Vốn cho rằng là truyền thuyết, không ngờ là thật. Trấn Tiên Tháp thế mà thật sự có thông thiên linh bảo. Cũng không biết là người nọ có bản lãnh gì, vậy mà có thể xông qua tầng thứ 36. Tử Nguyệt Tiên Tử cảm thán, trong mắt phượng trong suốt lộ ra một phần hâm mộ. Cho dù là 10 đại tông môn Nam Hải cũng không nhất định có. Một tu sĩ kết đan khẳng định không bảo vệ được thông thiên linh bảo. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, Công Tôn Ưởng khẳng định cũng có một món thông thiên linh bảo. Truyền thuyết có đôi khi vẫn là có độ đáng tin. Nghe nói Trấn Tiên Tháp là linh giới rơi xuống, ta thấy truyền thuyết này là thật. Nếu Trấn Tiên Tháp chỉ là một món thông thiên linh bảo, nó sao lại có nhiều thông thiên linh bảo như vậy? Vương Trường Sinh khẽ cười rồi nói, hắn có một thiết tưởng lớn mật. Nếu giao cho linh khí một món linh bảo, xông qua tầng thứ 35, có thể nhận được một món thông thiên linh bảo hay không? Hắn không biết có ai từng thử hay không, nhưng hắn cũng chỉ là nghĩ một chút. Đại đa số tu sĩ Nguyên Anh đều không có linh bảo, ai lỡ nấy ra một món linh bảo để làm thực nghiệm này? Ai biết được lai lịch Trấn Tiên Tháp, mọi thuyết xôn xao. Nhưng có một điểm có thể xác định, bảo vật của Trấn Tiên Tháp quả thật là lấy không hết. Mỗi một người vượt ải đều phải nộp lên một món đồ. Tu sĩ chết ở Trấn Tiên Tháp, tài vật đều sẽ thuộc về Trấn Tiên Tháp. Bảo vật căn bản lấy không hết. Vương Trường Sinh lật bàn tay, một cái đỉnh nhỏ màu đen to bằng bàn tay xuất hiện ở trên tay. Cổ tay hắn rung lên, cái đỉnh nhỏ màu đen rời tay bay ra, rơi mạnh trên mặt đất. Phiến đá dưới đất nháy mắt vỡ nát. Hiển nhiên là cái đỉnh nhỏ này đựng bên trong một thứ rất nặng. Điền sư muội, chuyến đi Trấn Tiên Tháp một lần này, đám người Thanh Thiến kiếm được không ít thứ tốt. Hai giọt nhất nguyên trọng thủy này cho ngươi, chúng ta hợp sức cùng nhau luyện chế một bộ pháp bảo phòng ngự. Thực lực của ngươi quá yếu, có cả bộ pháp bảo phòng ngự phòng thân tương đối tốt hơn. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, Tử Nguyệt Tiên Tử không phải là phụ thuộc của vương gia, luôn mời nàng hỗ trợ luyện chế cả bộ pháp bảo. Vương Trường Sinh cũng băn khoăn, hắn tính lấy hai giọt nhất nguyên trọng thủy luyện chế một bộ pháp bảo phòng ngự cho Tử Nguyệt Tiên Tử. Tử Nguyệt Tiên Tử giúp hắn không ít, bánh ít đi bánh quy lại, Vương Trường Sinh cũng nên làm chút gì cho Tử Nguyệt Tiên Tử. Nhất nguyên trọng thủy luyện chế cả bộ pháp bảo phòng ngự, lực phòng ngự khẳng định rất mạnh, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Hai giọt nhất nguyên trọng thủy sao? Nhiều quá rồi, một giọt là đủ. Trên người ta có hai kiện pháp bảo phòng ngự, thêm một món, thiếu một món không sao. Nhất nguyên trọng thủy cũng không dễ dàng đạt được. Vương Triều Sinh dùng để luyện chế Đình Hải Châu, có thể đề cao được thực lực của Tử Nguyệt Tiên Tử. Lấy một giọt nhất nguyên trọng thủy là đủ rồi. Ta còn có rất nhiều nhất nguyên trọng thủy, người yên tâm nhận lấy đi. Người nếu ngại ít, ta cho người thêm một giọt nhất nguyên trọng thủy. Nghe xong lời này, Tử Nguyệt Tiên Tử không chối từ nữa, nhận hai giọt nhất nguyên trọng thủy. Hành động này của Vương Trường Sinh khiến nàng tăng mạnh hào cảm. Quà nhẹ, tình ý nặng. Nàng để ý không phải là bao nhiêu giọt nhất nguyên trọng thủy, mà là thái độ của Vương Trường Sinh. Thái độ của Vương Trường Sinh khiến nàng rất hài lòng. Vương Sư Huynh, ngươi không phải là muốn luyện chế bản mạng phi kiếm cho cháu ngươi sao? Ta đã xử lý xong việc vặt trên tay, chúng ta cùng nhau luyện khí đi. Tử Nguyệt Tiên Tử mỉm cười, giọng điệu thân cận hơn không ít. Vương Trường Sinh gật đầu, cùng Tử Nguyệt Tiên Tử đi về phía một tòa lầu các màu tím cách đó không xa. Bên trong lầu các bố trí thanh lịch, có một tầng hầm lớn hơn trăm trượng. Trên vách tầng hầm ngầm khắc nổi lượng lớn trận văn hỏa thuộc tính. Góc trên bên trái có một giá để đồ bằng đá cao khoảng một trượng. Mặt trên bày không ít tài liệu luyện khí, sắp hàng chỉnh tề. Trung ương căn phòng đá có hai cái bồ đoàn màu xanh, ngoài ra không có vật nào nữa.
Toàn bộ căn phòng đã sạch sẽ, không dính một hạt bụi. Nhìn từ bố cục phòng luyện khí, Từ Nguyệt Tiên Tử là một người rất thích sạch sẽ. Từ Nguyệt Tiên Tử cùng Phương Trường Sinh ngồi trên bộ đoàn màu xanh. Bọn họ lấy ra tài liệu luyện khí, bắt đầu luyện khí. Bọn họ từng hợp tác nhiều lần, khá quen thuộc lẫn nhau. Phương Trường Sinh tung lưu ly trúc lên giữa không trung, mở mồm phun ra một ngọn lửa màu lam nhạt bao vây lấy lưu ly trúc. Từ Nguyệt Tiên Tử hé bờ môi thơm, phun ra một luồng anh hỏa màu tím. Hai loại lửa đan xen với nhau. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Lưu ly trúc ở dưới hai loại lửa nung khô, chậm rãi xuất hiện dấu hiệu mềm đi. Hồng Nguyệt Hải Vực Đảo Thanh Lý, mười mấy đóa hoa sen màu xanh từ trên cao bay qua. Một thanh niên áo lam dáng người cao cùng một thiếu phụ váy lam dáng người thướt tha đứng ở trước nhất. Thanh niên áo lam tên là Vương Thiên Hải, phụ trách tọa trấn đảo Ngân Xà. Thiếu phụ váy lam là Vương Thiên Tình. Vương Thiên Tình gả vào Trương gia. Mấy năm nay hai nhà Trương Vương lui tới càng ngày càng chặt chẽ. Phàm là Trương gia tổ chức bất cứ lễ mừng nào, Vương gia đều sẽ phái người tham gia. Hôm nay là tiệc trăm ngày đứa cháu thứ bảy của Vương Thiên Tình. Nàng phái người thông báo cho Vương Thiên Hải, mời Vương Thiên Hải đến đảo Thanh Lý làm khách, tụ tập một chút. Đảo Ngân Xà cách đảo Thanh Lý không phải là quá xa. Vương Thiên Hải không có việc gì, dẫn người tới đảo Thanh Lý làm khách. Đúng lúc này, ngọn núi cao nào đó trồng đầy kỳ hoa dị thảo, truyền đến một tiếng nổ vang. Cả ngọn núi cao kịch liệt chớp lên. Trong lòng Vương Thiên Tình cả kinh, ngừng lại, đám người Vương Thiên Hải trợn mắt há hốc mồm. Vương Thiên Hải từng tới đảo Thanh Lý nhiều lần. Hắn nếu là không có nhớ lầm, động phủ Trương Vô Trần tựa như ngay tại ngọn núi truyền đến tiếng nổ. Một đội tu sĩ từ nơi xa bay tới, cầm đầu là Trương Chí Dương. Bất luận kẻ nào cũng không được tới gần Vô Trần Phong, nên làm gì thì làm cái đó, Trương Chí Dương quát to. Vương Thiên Tình không nghĩ nhiều, dần theo đám người Vương Thiên Hải bay đi động phủ của mình. Vô Trần Phong, đỉnh núi có một tòa cung điện màu xanh, gạch xanh, ngói lưu ly. Trên bảng hiệu viết ba chữ to: Vô Trần Cung. Đây là chỗ của Trương Vô Trần. Trong một gian mật thất lớn hơn trăm trượng, Trương Vô Trần ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, vẻ mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy nét vui sướng. Khí tức của nàng so với trước kia cường đại hơn không ít. Sau khi dùng bổ thần đan, nàng bù lại nguyên thần lộ lạ, bế quan một giáp, thuận lợi tiến vào nguyên anh trung kỳ. Đồ sư huynh, Phương sư tỷ, khuất nhục các người gây cho ta, Tư Đồ Mị ta nhất định sẽ trả giá gấp trăm lần. Ta muốn để sư phụ biết lựa chọn của bà ấy là sai lầm. Ta mới là nhân tuyển tốt nhất cho cung chủ Nhật Nguyệt Cung, Nguyệt Cung. Trương Vô Trần cười dữ tợn nói, trong mắt tràn đầy oán độc. Nhiều đốm sáng bạc hiện lên phía sau nàng, chợt hóa thành một vầng trăng tròn màu bạc lớn hơn 10 trượng, tản mát ra một cơn mát mẻ. Mấy trăm năm trước, Tư Đồ Mị cùng Phương Nguyệt nội chiến vì vị trí cung chủ Nguyệt Cung. Đồ Sưởng cùng Phương Nguyệt liên thủ đối phó với Tư Đồ Mị, ép Tư Đồ Mị tự bảo. Nhưng nàng giữ lại một chiêu, lợi dụng bí pháp tu luyện ra nguyên thần thứ hai. Nguyên thần thứ hai ký thác ở trên một món dị bảo. Trương Vô Trần bất ngờ đạt được dị bảo này, bị Tư Đồ Mị đoạt xá. Tư Đồ Mị biến hóa nhanh chóng, biến thành Trương Vô Trần. Nếu không phải như thế, Trương gia lại nào có thể quật khởi trong mấy trăm năm. Từ một gia tộc nhỏ có ba vị tu sĩ trúc cơ, biến thành một gia tộc tu tiên có ba vị tu sĩ nguyên anh tọa trấn. Nam Hải cạnh tranh kịch liệt, từ xưa đến nay không biết là có bao nhiêu gia tộc tu tiên biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Xuân đi thu đến, 3 năm thời gian rất nhanh đã trôi qua. Đảo Thanh Liên, Vương Thanh Linh đang đứng ở trên một đỉnh núi cao lớn hơn ngàn trượng, nhìn một đám mây sấm sét thật lớn trên bầu trời, trên mặt tràn đầy nụ cười. Ở phía dưới sấm sét có một thung lũng cỡ lớn, bốn phương thông suốt. Một con mãng xà khổng lồ toàn thân màu tím xoay quanh ở trên một cây cổ thụ che trời. Ngoài thân mãng xà khổng lồ màu tím bị những miếng vảy màu tím to bằng bàn tay bao vây lấy. Trên đầu có một quả cầu thịt tương tự là màu gà, cực kỳ cổ quái. Nó phun ra cái lưỡi rắn to dài, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đám mây sấm sét truyền ra tiếng sấm ầm ầm, chớp giật sấm rền, tia sét nhảy múa.
theo một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên. Một tia chớp màu bạc to bằng cánh tay người trưởng thành từ trong đám mây sấm sét thật lớn bay ra, bổ chuẩn xác vào trên thân của mạc da khổng lồ màu tím. Nó phát ra một tiếng rít đau khổ. Một mảnh lôi quang màu bạc lấp lánh bao phủ mạc da khổng lồ màu tím. Tiếng sấm sét không ngừng nghỉ. Từng tia chớp màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống, bổ về phía mạc da khổng lồ màu tím. Vương Thánh Linh nhìn về phía lôi quang màu bạc, trong đôi mắt đẹp lộ ra vài phần lo lắng. Bằng phong dao ghé vào trên người Vương Thanh Linh phát ra một tiếng rồng gầm vang dội, tựa như là cổ vũ cho mạng xa khổng lồ màu tím. Vương Thanh Linh xoa đầu băng phong dao, vẻ mặt đầy cương triều nhìn băng phong dao nói: Tiểu Bạch, người nếu có thể tiến vào cấp 4 thì tốt rồi. Vương Trường Sinh đã nói cho Vương Thanh Linh bảo nàng tỉ mỉ bồi dưỡng băng phong dao, gia tộc ra sức ủng hộ nàng. Cái này giảm bớt đi rất nhiều gánh nặng cho Vương Thanh Linh. Một mình nàng chăn nuôi 3 con linh thú bậc 3, quả thật có chút cố sức. Chỉ luận chiến lực, song đồng thử, thôn kim nghị, phệ hồn kim thiền đều không phải là đối thủ của băng phong giao. Về phần lân quy, thật sự đánh, nó bây giờ còn không nhất định là đối thủ của băng phong giao. Nói không chút khách khí, băng phong giao trước mắt là một con linh thú thực lực mạnh nhất vương gia, không có một trong những. Cho dù là hộ tộc linh cầm, lôi phượng cũng không nhất định là đối thủ của băng phong giao. Lôi phượng đã là bậc 3 trung phẩm, thân là hộ tộc linh cầm, tài nguyên tu tiên nó đạt được không phải băng phong giao có thể so sánh. Vô luận là băng phong giao hay là lôi phượng, chúng nó một khi tiến vào cấp 4, vương gia tương đương có thêm một vị tu sĩ nguyên anh, ý nghĩa trọng đại. Sau thời gian một chén trà nhỏ, đám mây sấm sét tan đi, cổ thụ che trời biến mất, thay thế vào đó là một cái hố khổng lồ lớn hơn ngàn trượng. Trong hố toát ra một mảnh hơi nóng, bùn đất đều là màu đen. Thất bại rồi sao? Vương Thanh Linh có chút thất vọng. Mảng hóa giao vốn đã đặc biệt khó khăn, nếu không phải đạt được bí thuật bồi dưỡng giao long của Ngũ Long Cung, vương gia cũng sẽ không bồi dưỡng ra nhiều con giao long bậc 3. Đi thôi Tiểu Bạch, chúng ta trở về, hy vọng một lần sau có thể có thêm một con giao long bậc 3. Vương Thanh Linh nhảy đến trên lưng của băng phong giao. Băng phong giao bay đi Bách Linh Phong, Thanh Liên Phong, Tử Nguyệt Viện. Trong phòng luyện khí, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử ngồi đối mặt. 9 thanh phi kiếm xanh thẳm lơ lửng ở trước người bọn họ. Mặt ngoài thân kiếm có một đạo kiếm quang màu xanh dài cả thước. Phi kiếm màu xanh dài chừng 3 thước, toàn thân trong suốt lấp lánh, lóe ra từng đợt linh quang màu xanh, giống như là dùng mỹ ngọc mà tạo thành. Mở một cây phi kiếm màu xanh kích thước nhất trí, chúng nó đồng thời phát ra một đợt tiếng kiếm ngân trong veo, hô ứng lẫn nhau. Thành công rồi, Điên sư muội, chúng ta thành công rồi, rốt cuộc luyện chế ra. Vương Trường Sinh có chút hưng phấn. Vương Thanh Sơn lợi dụng bộ phi kiếm này bày ra kiếm trận, một khi bị kiếm trận vây khốn, tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ cũng phải có phiền toái. Tử Nguyệt Tiên Tử lau trên trán mồ hôi, gật đầu nói: Không uổng công chúng ta vất vả lâu như vậy, cháu ngươi có bộ phi kiếm này, thực lực khẳng định tăng vọt. Điền Xu Mười, ngươi nghỉ ngơi trước cho khỏe, ta đưa bộ phi kiếm này cho Thanh Sơn, hắn khẳng định sẽ rất vui. Vương Trường Sinh nói một tiếng với Tử Nguyệt Tiên Tử, cuốn tay áo, thu hồi 9 thanh ly kiếm, bước nhanh chạy ra ngoài. Tử Nguyệt Tiên Tử mỉm cười, nếu không phải biết là Vương Thanh Sơn là cháu của Vương Trường Sinh, Tử Nguyệt Tiên Tử còn tưởng rằng Vương Thanh Sơn là con ruột của Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mỗi lần luyện chế cả bộ phi kiếm cho Vương Thanh Sơn đều rất kích động, cao hứng hơn so với chính hắn có được cả bộ pháp bảo. Nơi sân vườn yên tĩnh nào đó, Vương Thanh Sơn đang nói cái gì đó với Diệp Hải Đường. Thanh Sơn biểu ca, tâm ý của ta đã quyết, ta có thể giúp đỡ, người mang theo ta đi cùng đi, ta muốn tham dự vào. Diệp Hải Đường vẻ mặt kiên định. Nàng sau khi luyện hóa linh bảo Bách Quỷ Chu, lúc này mới quay trở về đảo Thanh Liên. Chuyến đi Trấn Tiên Tháp, vương gia đạt được mấy viên yêu đan âm thú cấp 4, Vương Thanh Kỳ giúp nàng luyện chế thành Hoàng Tuyền Đan. Diệp Hải Đường tính theo Vương Thanh Sơn đi Bắc Cương, thứ nhất là điều tra rõ hung thủ giết Diệp Ngọc Đồng suy yếu uy lực của tâm ma, thứ hai là du lịch một lần, mượn nó hóa giải bình cảnh. Tâm ý của người đã quyết, vậy theo ta cùng đi Bắc Cương đi. Nhưng lời xấu nói trước, ngươi phải nghe theo ta chỉ huy, không được làm bừa.
Chúng ta tạm thời không thể chia vào Cửu Tông. Vương Thanh Sơn vẻ mặt ngưng trọng. Hơn trăm năm trước, Vương Trường Sinh và Ô Nhiên đi Bắc Cương tu tiên giới một chuyến, chưa tra ra được bất cứ manh mối nào, ngược lại bị phó tông chủ Cửu Tông đánh bị thương nặng, điều dưỡng mấy chục năm mới khỏi hẳn. Đây là tất nhiên, ta sẽ không làm bậy. Diệp Hải Đường lập tức đáp ứng. Cho dù là Vương Thanh Sơn không nói, nàng cũng sẽ không làm bừa. Vương Thanh Sơn đột nhiên cảm ứng được cái gì, từ trong tay áo lấy ra một tấm đưa tin, đánh vào đó một pháp quyết. Giọng nói vui sướng của Vương Trường Sinh chợt vang lên. Thanh Sơn, cả bộ phi kiếm luyện chế ra rồi, ta đưa tới cho cháu. Đa tạ Kiều Thúc, cháu mở cửa cho ngài. Vương Thanh Sơn giản mặt ra cười, sải bước đi đến cửa sân. Diệp Hải Đường thấy một màn như vậy, vẻ mặt đầy hâm mộ. Vương Trường Sinh không có khả năng luyện chế pháp bảo cho toàn bộ hậu bối, luyện khí quá lãng phí thời gian. Luyện chế một món pháp bảo nhanh mà nói cũng cần 1 năm tới 5 rưỡi, chậm mà nói 10 năm 8 năm cũng là chuyện bình thường. Bản mạng pháp bảo của tu sĩ cấp cao Vương gia đều đến từ Trấn Hải Tông, non nửa là Vương Thanh Thiến hỗ trợ luyện chế. Diệp Hải Đường còn chưa có bản mạng pháp bảo, nghiêm khắc mà nói, ánh mắt của nàng tương đối cao, pháp bảo bình thường chướng mắt. Nàng tính thu thập thêm một ít tài liệu, mời Vương Trường Sinh hỗ trợ luyện chế một bộ pháp bảo. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh đi vào. Hắn lấy ra một cái hộp kiếm màu xanh dài 2 thước. Trên hộp kiếm có khắc mấy đoá hoa sen màu xanh. Vương Thanh Sơn đón hộp kiếm màu xanh bằng 2 tay, mở ra hộp kiếm. Bên trong có 9 thanh phi kiếm xanh thẳm. 9 cây phi kiếm màu xanh tự như là cảm ứng được cái gì, lục tục bay lên, phát ra từng tràng tiếng kiếm ngân trong vắt vang dội, vòng quanh Vương Thanh Sơn bay lộn không ngừng. Đa tạ Kiều Thúc, cháu rất thích bộ phi kiếm này. Vương Thanh Sơn mừng rỡ như điên, liên thanh cảm ơn. Người một nhà, không nói lời hai nhà. Có bộ phi kiếm này bên người, thực lực của cháu sẽ đề cao không ít. Nhưng cháu phải nhớ, núi cao còn có núi cao hơn. Đừng tưởng cháu là kiếm tu thì vô địch. Từ xưa đến nay, có nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi chết ở trên sự kiêu ngạo. Vợ Trường Sinh vẻ mặt đầy ngưng trọng, đầy sự quan tâm. Thực lực cá nhân của Vương Thanh Sơn khá là mạnh, cái này không đại biểu hắn vô địch cùng cấp. Trước chuyến đi Bắc Cương, Vương Trường Sinh cũng có chút bành trướng, cho rằng mình cùng Ô Như Yên liên thủ hiếm có địch thủ. Sự thật cho bọn họ một cái tát hung hăng, nếu không phải có Trấn Hải Viên, bọn họ đã chết. Vương Thanh Sơn bước vào tu tiên giới tới nay, thua ít thắng nhiều. Thiên tài tuấn kiệt hắn đụng phải không phải đặc biệt nhiều, thực sự gặp được cao thủ môn phái lớn, Vương Thanh Sơn chưa chắc có kết cục tốt. Cháu nhớ rồi, đa tạ Kiều Thúc. Vương Thanh Sơn gật đầu đáp ứng. Vương Trường Sinh không biết hắn có 2 kiện linh bảo. Vương Thanh Sơn cũng không kiêu ngạo, chuyến đi Trung Nguyên tu tiên giới, hắn đánh bại không ít tuấn kiệt trẻ tuổi, cùng thua vài vị trẻ tuổi tuấn kiệt. Ai khác không nói, hắn không thể đánh bại Chu Vân Tiêu. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhìn về phía Diệp Hải Đường cười nói, Hải Đường, chờ cháu tiến vào Nguyên Anh Kỳ, bác cũng luyện chế cho cháu một bộ pháp bảo. Diệp Hải Đường là một người tu tiên duy nhất tu luyện công pháp thiên phẩm của Vương gia, cũng là tộc nhân trình độ bày trận cao nhất. Vương Trường Sinh rất coi trọng Diệp Hải Đường. Cảm ơn bác, cháu tính theo Thanh Sơn biểu ca đi Bắc Cương điều tra hung thủ giết hại đệ đệ. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi dặn dò, Bắc Cương không thể so với Nam Hải, thế lực chúng ta Bắc Cương không mạnh, các cháu phải cẩn thận một chút. Tây Môn Thẩm có không ít người quen ở Bắc Cương, các cháu phải thỉnh giáo nàng ấy nhiều hơn, đừng có liều lĩnh. Cùng đợi nhiều năm như vậy rồi, cũng không ngại chờ thêm một đoạn thời gian. Tóm lại, an toàn của các cháu là quan trọng nhất. Biết rồi, Kiều Thúc. Vương Thanh Sơn và Diệp Hải Đường lập tức đáp ứng. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh liền rời khỏi, quay trở về Thanh Liên Phong. Vừa luyện chế ra một bộ phi kiếm, hắn cần nghỉ hơn một đoạn thời gian. Hắn cùng xấu hổ bảo Từ Nguyệt Tiên Tử tiếp tục luyện chế pháp bảo. Một thung lũng trồng đầy kỳ hoa dị thảo. Trong thung lũng có một tòa phủ đệ diện tích cực rộng, đình viện lầu các, núi giả vườn hoa, còn có 10 mấy tòa nhà bố trí riêng biệt. Vương Anh Kiệt đứng ở trước một mảnh linh điền rộng lớn. Trong linh điền trồng một mảnh lớn cỏ nhỏ màu xanh nhạt. Cỏ nhỏ có 9 phiên lá, phiên lá hình tròn, mặt ngoài có một chút đường vân màu vàng. Trong không khí tràn ngập một mùi thuốc nồng đậm,
Những cây cỏ nhỏ màu xanh này là cửu diệp kim thảo. Cửu diệp kim thảo 300 năm là một trong những dược liệu phụ cận của đan dược chữa thương. Lượng tiêu dùng khá lớn, nhưng loại linh thảo này cũng không dễ gieo trồng, yêu cầu đối với hoàn cảnh tương đối cao. Vương Anh Kiệt ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm một cây cửu diệp kim thảo. Màu sắc phiến lá ảm đạm, nhìn qua có chút ủ rũ. Thế nào, anh Kiệt còn cứu được hay không? Vương Trường Kiệt đã đi tới, trên mặt lộ ra vẻ quan tâm. Những cây cửu diệp kim thảo này đã hơn 200 năm, qua một giáp nữa thì có thể lấy để luyện chế đan dược chữa thương. Ai ngờ xu thế mọc không chợt bị kìm nén, linh thực phu trong tộc đều bó tay không có cách nào. Hắn nghe nói Vương Anh Kiệt tinh thông thuật gieo trồng, cố ý mời Vương Anh Kiệt tới đây nhìn một cái. Vương Anh Kiệt đứng dậy nói, có chút phiền toái, cần điều phối linh dịch nào đó tới mới được. Hắn ở lại di chỉ trấn Hải Tông gần 100 năm, khi rảnh rỗi hắn đều sẽ chạy tới tàng kinh các tìm đọc điển tịch gieo trồng. Hắn đã đọc hết toàn bộ điển tịch gieo trồng của trấn Hải Tông, điển tịch nào đó từng giới thiệu loại tình huống này. Vương Trường Kiệt nhíu mày nói, linh dịch có thể điều phối ra không, cần tài liệu gì? Tài liệu không tính là đặc biệt quý giá, trong kho báu của gia tộc hẳn là có, đây là danh sách, nhưng linh dịch cần luyện đan sư luyện chế ra, cháu không hiểu luyện đan. Vương Anh Kiệt vừa nói vừa lấy ra một tấm ngọc giản màu xanh đưa cho Vương Trường Kiệt. Thần thức của Vương Trường Kiệt đảo qua, lấy ra một tấm đưa tin, đánh vào đó một pháp quyết, thao tác một phen, đợi lát nữa sẽ có tộc nhân đưa linh dược tới. Ngươi ở một bên chỉ đạo đi, chỉ cần có thể chữa khỏi cho cửu diệp kim thảo, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Vâng, lão tổ tông. Vương Anh Kiệt liên thanh đáp ứng. Tên hắn cùng Vương Trường Kiệt chỉ khác một chữ, bối phận kém mười thế hệ. Sau thời gian một chén trà nhỏ, tộc nhân đưa linh dược tới. Ở dưới sự chỉ huy của anh Kiệt, Vương Trường Kiệt thuận lợi luyện chế ra linh dịch, dựa theo tỷ lệ 1.5 pha loãng đựng vào bên trong một cái bình ngọc màu xanh. Tới linh điền, Vương Trường Kiệt ném bình ngọc màu xanh tới trên không linh điền, đánh vào một pháp quyết. Ánh sáng xanh chợt lóe, một mảnh lớn chất lỏng màu xanh nhạt bắn ra, rơi đều ở trong linh điền. Mỗi ngày dùng linh dịch pha loãng tưới, hẳn là có thể chữa khỏi cửu diệp kim thảo. Vương Anh Kiệt nói có chút không xác định, hắn không muốn nói quá chắc chắn, giữ lại dư địa cho mình. Mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi, ngươi đến thăm nhiều hơn. Nếu là cửu diệp kim thảo mọc tốt lên, ta khẳng định sẽ trọng thưởng cho ngươi. Vương Trường Kiệt vẻ mặt ôn hòa nói, làm việc cho lão tổ tông là bổn phận của cháu, cháu không dám đòi thưởng. Vương Anh Kiệt thành thật nói, giọng điệu thành khẩn, chữa khỏi cửu diệp kim thảo trước rồi nói sau, tóm lại ta sẽ không bạc đãi ngươi, chiếu cố cửu diệp kim thảo cho tốt. Vâng, lão tổ tông. Vương Anh Kiệt vui vẻ ra mặt, vỗ ngực đáp ứng. Bối phận của Vương Trường Kiệt gần với Vương Trường Sinh cùng Ôn Như Yên, nếu là có thể lấy lòng được Vương Trường Kiệt, vô cùng có lợi đối với hắn trong tương lai phát triển. Mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi, bình đan dược này thưởng cho ngươi. Ngươi là hậu nhân của Thanh Linh, tu luyện cũng rất khắc khổ, cần tiếp tục cố gắng tu luyện, không thể buông lỏng. Vương Trường Kiệt lấy ra một cái bình sứ màu xanh đưa cho Vương Anh Kiệt. Sự chăm chỉ của Vương Anh Kiệt là có tiếng trong tộc, Vương Trường Kiệt cũng từng nghe nói. Cảm ơn lão tổ tông đã thưởng. Vương Anh Kiệt liên thanh cảm ơn, hai tay đón lấy bình sứ màu xanh. Thanh Linh Phong, Vương Mạnh Phần đang báo cáo công việc trong tộc với Vương Trường Sinh. Ở dưới Vương Trường Sinh bày mưu đặt kế, Vương Mạnh Phần phái thêm một lượng lớn tộc nhân đi Bắc Cương tu tiên giới. Lực lượng Vương gia Bắc Cương tăng mạnh rất nhiều, thành lập nhiều cửa hàng, còn có một số cứ điểm tình báo. Đúng rồi, món thông thiên linh bảo kia rơi vào trên tay của ai? Vương Trường Sinh đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi. 3 năm trước, Chấn Tiên Tháp hiện thế ở Ngũ Long Hải vực, có người xông qua tầng thứ 36, đạt được một món thông thiên linh bảo. Cháu đang muốn báo cáo chuyện này với lão tổ tông. Món thông thiên linh bảo đó rơi vào trong tay Chu Tư Hồng. Hắn chém giết nhiều tu sĩ Nguyên Anh cùng yêu tộc, nhưng cùng bị Lý Thiên Dương cùng Ngao Thanh đánh bị thương nặng, không rõ tung tích. Vừa Mạnh Phần nói theo sự thật, vẻ mặt ngưng trọng. Sau khi người vượt ải mang theo thông thiên linh bảo rời khỏi Chấn Tiên Tháp, bị nhiều tu sĩ Nguyên Anh vây công, chết ở trên tay của yêu tộc. Thời khắc mấu chốt,
Chu Tư Hồng xuất hiện, mạnh mẽ đoạt đi món thông thiên linh bảo này, cùng chém giết mấy vị tu sĩ Nguyên Anh cùng yêu tộc. Bản thân Chu Tư Hồng cũng bị đánh cho thương nặng. Chu Tư Hồng, hắn thế mà thật sự ở Nam Hải, hắn lại có thông thiên linh bảo trong tay, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Phương Trường Sinh cau mày nói, thực lực của Chu Tư Hồng vốn đã rất mạnh, lại đạt được một món thông thiên linh bảo, toàn bộ Nam Hải tu tiên giới nhắm chừng không có mấy ai là đối thủ của Chu Tư Hồng. Mười đại tông môn Nam Hải liên hợp phát lệnh truy nã, treo thưởng 5.000 vạn linh thạch truy bắt Chu Tư Hồng. Bất luận kẻ nào hoặc là thế lực nào dám che giấu Chu Tư Hồng, giết không tha. Đại Yến Hoàng tộc cùng điều một đám cao thủ đến Nam Hải. Bây giờ các phường thị lớn đều nghiêm giới, không có chứng minh thân phận, không được mượn truyền tống trận. Người tu tiên tiến vào các phường thị đều phải chịu kiểm tra nghiêm khắc. Một tu sĩ Nguyên Anh hiếu sát thành tánh, còn có một món thông thiên linh bảo. Cái này đối với Nam Hải tu tiên giới mà nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn. Phương Trường Sinh nghe xong lời này, tâm tình tốt bị quét sạch. Nếu Chu Tư Hồng thật sự mở ra một thông đạo không gian đi thông ma giới, toàn bộ Nam Hải tu tiên giới sẽ có phiền toái lớn. Vương Mạnh Phần đột nhiên nhớ tới cái gì, nói tiếp, đúng rồi, lão tổ tông, Vạn Kiếm Môn phái người thông báo ngày, Vương gia chúng ta phải có một tu sĩ Nguyên Anh chờ đợi điều khiển mọi lúc. Chuyện liên quan tới an nguy của nhân tộc, kẻ kháng mệnh lệnh nghiêm trị không tha. Vạn Kiếm Môn là làm thật rồi, bây giờ các thế lực đều không cho phép khai chiến, đặc biệt là tu sĩ Nguyên Anh. Một khi bị phát hiện ra đấu đá riêng, mặc kệ là đúng hay sai, nghiêm trị không tha. Có mấy thế lực trái với quy tắc đã bị nghiêm trị. Ngươi lập tức từ trong tộc lựa chọn ra một đám con cháu tinh nhuệ, theo Thanh Sơn rời khỏi Nam Hải, tới Đông Hoang cùng Bắc Cương, tránh đầu sóng ngọn gió một chút. Vương Trường Sinh cân nhắc một lát, trầm giọng phân phó. Nếu ma tộc thật sự giáng xuống một lần nữa ở Nam Hải, phân tán tộc nhân ra, đây là kết quả tốt nhất. Cho dù tộc nhân ở Nam Hải bị tổn thương trọng đại, còn có thời điểm Đông Sơn tái khởi. Phương gia đã phát triển đến quy mô nhất định, không có khả năng rút khỏi Nam Hải. Chuyện liên quan đến an nguy của nhân tộc, Phương Trường Sinh không thể rút, cũng không dám rút. Cho dù hắn dẫn dắt Phương gia rút về Đông Hoang, Thái Nhất Tiên Môn cũng sẽ không bỏ qua cho Phương gia. Đào binh đáng xấu hổ. Một khi rút về Đông Hoang, muốn về Nam Hải nữa vậy thì khó khăn. Cháu đã sớm chọn lựa, lúc nào cũng có thể rời đi. Nhưng tộc nhân di chỉ bên kia không điều động được, bây giờ phong tỏa quá nghiêm, còn không biết khi nào mới giới nghiêm. Phương Trường Sinh vui mừng gật đầu phân phó. Người phân phó xuống, bảo bọn họ thu thập hành lý, cứ nói theo Thanh Sơn đi chấp hành nhiệm vụ, đừng nói ra tình hình thực tế, để tránh dẫn tới khủng hoảng. Dù sao ma tộc chưa chắc có thể giáng xuống Đông Ly giới lần nữa, có lẽ là tự mình dọa mình. Vâng, lão tổ tông. Vương Mạnh Phần nhận lệnh mà đi, xoay người rời khỏi. Phương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi. Nếu ma tộc giáng xuống Đông Ly giới, cái này đối với Đông Ly giới mà nói là không thể nghi ngờ là một tai nạn. Đứng mũi chịu sào chính là Nam Hải tu tiên giới. May mắn là hơn 60 năm trước, Phương Trường Sinh đã phái tộc nhân mua tài nguyên chiến lược, dự trữ lượng lớn vật tư. Chỉ cần thông đạo không gian không có ở phụ cận Ngũ Lâm Hải vực thì không có vấn đề quá lớn. Hắn tới chỗ của Tử Nguyệt Tiên Tử, thuật lại một lần với Tử Nguyệt Tiên Tử. Nếu thật sự hắn mở ra thông đạo không gian đi thông ma giới, vậy thì phiền toái rồi. Vương Sư Huynh, chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày, tiếp tục luyện khí đi. Thời buổi rối loạn, người có thêm mấy viên Định Hải Châu, thực lực sẽ được đề cao không ít. Tử Nguyệt Tiên Tử vốn còn muốn nghỉ ngơi hẳn hoi một đoạn thời gian, xảy ra việc này nàng cũng không để ý tới nghỉ ngơi nữa. Vạn Kiếm Môn, Vạn Kiếm Điện, Bách Lý Nghị ngồi trên ghế chủ tọa. Mười mấy vị trưởng lão Vạn Kiếm Môn chia ra ngồi hai bên, vẻ mặt mọi người đều cực kỳ ngưng trọng. Người đều đến đông đủ rồi, ta liền nói ngắn gọn. Chu Tư Hồng đạt được một món thông thiên linh bảo, hắn biết rất nhiều bí mật. Theo Đại Yến Hoàng tộc lộ ra, Chu Tư Hồng vô cùng có khả năng lợi dụng thông thiên linh bảo mở ra một thông đạo không gian. Hơn 4.000 năm trước, bộ phận nhỏ ma tộc lợi dụng thông đạo không gian tới Đông Ly giới, kết quả là một hải vực bị đánh thành phế tích. Nếu ma tộc đánh xuống Đông Ly giới lần thứ hai, đây sợ là không phải là một hải vực biến thành phế tích. Bách Lý Nghị vẻ mặt ngưng trọng, giọng điệu nghiêm túc. Trưởng môn sư huynh, người hạ lệnh đi,
chúng ta nhất định làm theo không có sai sót. Đới nhân mở miệng nói, vạn quỷ hải vực đã bị đánh thành phế tích, đến nay còn chưa khôi phục. Ta cùng với trưởng môn mấy môn phái lớn khác ra mặt, mới mời được Huyền Nguyên Tử ra tay, lợi dụng thuật bói toán, tính ra vị trí đại khái của Chu Tư Hồng. Nhưng khu vực đó quá lớn, chỉ dựa vào vạn kiếm môn chúng ta, căn bản không kiểm tra được. Các người đi liên hệ thế lực phụ thuộc của chúng ta, và bọn họ hỗ trợ bao vây tiểu trừ Chu Tư Hồng, tuyệt đối không được để hắn chạy thoát. Bách Lý Nghị nghiêm nghị nói, Huyền Nguyên Tử tinh thông thuật bói toán, nhưng bói toán tiết lộ thiên cơ, kẻ bói toán sẽ lọt vào cắn trả nghiêm trọng. Nghiêm trọng mà nói, kẻ bói toán sẽ thân tử đạo tiêu. Huyền Nguyên Tử là một vị bói toán sư Nguyên Anh kỳ duy nhất của Nam Hải, hắn có tu vi Nguyên Anh trung kỳ. Chu Tư Hồng đạt được một món thông thiên linh bảo, 10 đại tông môn Nam Hải liên thủ tạo thành áp lực cho Huyền Nguyên Tử, để cho Huyền Nguyên Tử ra tay bói toán tung tích của Chu Tư Hồng. Huyền Nguyên Tử tính ra phương vị đại khái của Chu Tư Hồng, trả giá là 300 năm tuổi thọ. Hắn trực tiếp ngất đi, tu vi ngã xuống đến Nguyên Anh sơ kỳ. Chu Tư Hồng là biết di động, 10 đại tông môn phải nhanh chóng một chút tìm ra Chu Tư Hồng, tiêu diệt hắn. Nếu không Huyền Nguyên Tử coi như là mất toi công. Để Huyền Nguyên Tử tính một lần nữa, không khác lắm so với giết Huyền Nguyên Tử, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Trưởng môn sư huynh, Chu Tư Hồng có thể ở nơi nào? Ánh mắt của Bách Lý Nghị ngưng trọng nói, phía đông bắc, Thất Tinh hải vực, Cửu Diệp hải vực, Ngũ Long hải vực, 9 cái hải vực đều có khả năng. 10 đại tông môn đồng thời triển khai cuộc điều tra lớn, kẻ kháng mệnh nghiêm trị không tha, mặc kệ trả giá bao nhiêu, phải giết chết Chu Tư Hồng, tuyệt không thể để cho hắn mở ra một cái thông đạo không gian. Vâng, trưởng môn sư huynh. Đám người đối nhân trăm miệng một lời đáp ứng, đứng dậy rời đi. Đảo Kim Liên, mật thất nào đó, Vũ Nhiên ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, quanh thân có không ít tài liệu chế phù, gia thú, xương thú, vân vân. Một quầng sáng màu lam nhạt lơ lửng ở giữa không trung, mười ngón tay của Ung Như Yên bấm quyết không ngừng. Từng đạo pháp quyết đánh lên quầng sáng màu lam. Nửa khắc đồng hồ sau, quầng sáng màu lam chợt nổ tung, hiện ra một tấm phù triện bốn màu dài khoảng một thước. Mặt ngoài phù triện trải rộng phù văn xanh, vàng, đỏ, bốn loại màu sắc. Nhưng phù văn này chỉ to bằng con nòng nọc, giống như là vật còn sống, vặn vẹo không ngừng. Ung Như Yên búng ngón tay, một luồng ánh sáng màu lam bắn ra, đánh trúng lá bùa bốn màu. Lá bùa bốn màu nhất thời nổ tung, xanh, vàng, lam, đỏ, bốn loại phù văn màu sắc khác nhau tuôn ra. Sau khi xoay tít, hóa thành một thanh niên áo lam dáng người cao ngất. Mi tâm thanh niên áo lam có một dấu ấn bốn màu, tự như là đại biểu cái gì. Tứ tượng phù binh, tinh thông bốn loại thần thông thủy, thổ, mộc, hỏa. Hồ Nhiên mấy năm nay luôn cố gắng nghiên cứu phù triển thuật, khổ tâm luyện chế phù binh, nào bây giờ có thể luyện chế ra tứ tượng phù binh. Về phần ngũ hành phù binh cao cấp nhất, thứ nhất không có tài liệu, thứ hai trình độ của nàng còn chưa đủ để luyện chế ra ngũ hành phù binh, còn cần luyện tập nhiều hơn. Ô Nhiên thu hồi tài liệu trên mặt đất, hé miệng, một luồng ánh sáng màu vàng bay ra, hóa thành một cây đàn cổ màu vàng dài hơn một trượng, có khắc một bông sen màu vàng. Mười ngón tay của nàng đặt ở trên dây đàn bắt đầu gãy. Một tiếng đàn trầm thấp vang lên, từng lưỡi đao ánh sáng màu vàng sắc bén vô cùng bắn ra. Ngoài thân tứ tượng phù binh sau khi chợt toát ra bốn loại phù văn màu sắc khác nhau, một bộ chiến giáp bốn màu dày đặc chắc chắn xuất hiện ở trên người. Hai nắm tay sáng lên màu sáng màu vàng nghênh đón. Lưỡi đao ánh sáng màu vàng dày đặc đánh ở trên thân tứ tượng phù binh, giống như là đánh ở trên tường đồng vách sắt, vang lên một chuỗi tiếng kim loại giao kích trầm đục. Tứ tượng phù binh há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ mang theo sóng nhiệt ngập trời, đánh về phía Ung Như Yên. Hai ngón tay của Ung Như Yên mọc lấy một sợi dây đàn, một tiếng đàn chào dâng vang lên, một làn sóng âm màu xanh lam bay ra đón đỡ về phía ngọn lửa màu đỏ. Ở trong một tiếng nổ lớn, ngọn lửa màu đỏ nổ tung, hóa thành vô số đốm lửa thật nhỏ văng ra chung quanh. Tiếng đàn chợt dừng lại, linh quang ngoài thân tứ tượng phù binh ảm đạm xuống, hóa thành một lá bùa bốn màu dài khoảng một thước lơ lửng ở giữa không trung. Ô Nhiên vẩy tay một cái, lá bùa bốn màu
bay vào ống tay áo của nàng biến mất. Nàng lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh to bằng bàn tay, đánh vào một pháp quyết, giọng nói vui sướng của Vương Thanh Thiến chợt vang lên. Mẹ, sư công đã trở lại. Sư công trong miệng Vương Thanh Thiến, tự nhiên là Quảng Đông Nhân. Quảng Đông Nhân rời khỏi đảo Kim Liên đã hơn 60 năm. Ở trong lúc đó, Hồ Nhiên phụ trách tọa trấn đảo Kim Liên. Bây giờ là thời buổi rối loạn, Quảng Đông Nhân trở lại đảo Kim Liên. Ô Nhiên có thể quay trở về Thanh Liên đảo, có thêm một vị tu sĩ Nguyên Anh đủ để chấn nhiếp bọn đạo trích. Thanh Thiến, con mời sư phụ đến Thanh Liên điện, ta lập tức đi ra. Con biết rồi mẹ. Ô Nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi lẩm bẩm. Sư phụ lúc này trở về thật sự là quá đúng lúc rồi. Người sáng suốt đều biết Nam Hải rất có thể sẽ lại nghênh đón một lần đại kiếp. Quảng Đông Nhân lúc này quay trở về Nam Hải đối với vương gia mà nói là một chuyện tốt. Chu Tư Hồng 3 năm trước đã lộ mặt ở Nam Hải, Quảng Đông Nhân không có khả năng không biết tình huống. Hắn lúc này quay trở về Nam Hải, không uổng công Vương Trường Sinh cũng như yên hậu đại hắn. Quảng Đông Nhân là sư phụ trên danh nghĩa của Vương Trường Sinh, nhưng đại ngộ hắn hưởng thụ không khác lắm với Vương Trường Sinh cũng như yên. Hắn cần tài nguyên tu tiên, vương gia đều sẽ cố gắng hết sức gom đủ giúp hắn. Không qua bao lâu, Ô Nhiên gặp được Quảng Đông Nhân. Quảng Đông Nhân dẫn theo một thiếu phụ váy xanh, mi thanh mục tú. Thiếu phụ váy xanh dáng người nóng bỏng, một đôi mắt đẹp nhu tình như nước. Xem khí tức của nàng, chỉ là một vị tu sĩ khiết đan tầng 7. Sư phụ, ngày cuối cùng cũng đã trở lại. Phu quân đoạn thời gian trước còn nhắc về ngày với con đấy. Tất cả thuận lợi chứ? Ô Nhiên mỉm cười, nhiệt tình nói. Quảng Đông Nhân cười hề hề, thịt béo bên hông run rẩy không thôi, nói, tất quả thuận lợi. Đúng rồi, Như Yên, giới thiệu cho ngươi một lần, đây là đạo lực an nhiên của vi sư, cũng chính là sư nương của ngươi. Ta chạy tới Trung Nguyên tu tiên giới chính là vì sư nương của ngươi. Ô Nhiên hơi sửng sốt. Mọi người đều biết Quảng Đông Nhân không tham luyến nữ sắc, hắn thích ăn ngon. Quảng Đông Nhân rời khỏi Nam Hải 60 năm chính là vì tìm kiếm đạo lực sao? Cái này cũng không qua giống cách làm người của hắn. Sư nương ngươi là một vị linh chủ sư, lúc trước ăn món nàng nấu nướng, vị sư liền nhất kiến trung tình đối với nàng. Chỉ là đã xảy ra một ít hiểu lầm, ta đi Trung Nguyên chính là vì hóa giải hiểu lầm. Nói tới, may mà có tộc nhân Vương Thiên Văn của ngươi hỗ trợ, nếu không sư nương của ngươi còn không muốn tin tưởng năm đó là hiểu lầm. Quảng Đông Nhân cười khổ giải thích, Vương Thiên Văn bây giờ là Vạn Tiên Ti phó trấn phủ sứ, hắn có thể đảm nhiệm chức vị quan trọng, có quan hệ rất lớn với vương gia. Vạn Tiên Ti có hơn 30 vị phó trấn phủ sứ, Vương Thiên Văn chỉ là một trong số đó, không tính là đặc biệt ưu đãi. Hắn điều động lực lượng Vạn Tiên Ti thẩm tra giúp Quảng Đông Nhân một sự kiện, An Nhiên lúc này mới đồng ý tha thứ cho Quảng Đông Nhân. Thì ra là như thế, chúc mừng sư phụ. Sư phụ, sư nương, khi nào tổ chức xong tu đại điển, chúng con giúp sư phụ chuẩn bị xử lý một lần hẳn hoi. Ô Nhiên nhiệt tình nói. Nàng trái lại không ngờ Vương Thiên Văn có thể giúp đỡ Quảng Đông Nhân. Quảng Đông Nhân cười hề hề, nhìn về phía An Nhiên, nói, cái này phải xem ý tứ của sư nương ngươi, vì sư nghe sư nương ngươi. An Nhiên mỉm cười, nói, ta và sư phụ ngươi đều không thích náo nhiệt, không cần tổ chức rình rang, ăn bữa cơm rau dưa là được. Phụ quân nói với ta, các người đối với hắn vị sư phụ này tốt vô cùng, về sau liền quấy rầy rồi. Sư nương khách khí, tôn sư trọng đạo là một trong những quy tộc của vương gia chúng ta, đây là thứ chúng ta nên làm. Ô Nhiên đối với An Nhiên càng tốt, Quảng Đông Nhân liền càng khó thoát ly vương gia. Ngươi đã gọi ta một tiếng sư nương, lễ gặp mặt vẫn là cần phải cho, ta cũng không có thứ gì tốt, giọt nhất nguyên trọng thủy này liền tặng cho ngươi làm quà gặp mặt đi. An Nhiên nhấc bàn tay ngọc, một luồng ánh sáng màu xanh bay ra, là một cái hồ lô màu xanh to bằng bàn tay. Hồ lô màu xanh nặng nề rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Nhất nguyên trọng thủy, đa tạ sư nương. Ô Nhiên nở nụ cười, vì sư nương này cũng không tệ, lần đầu tiên gặp mặt đã tặng một giọt nhất nguyên trọng thủy làm quà gặp mặt. Nói chuyện phím chốc lát, Quảng Đông Nhân cùng An Nhiên quay trở về chỗ để nghỉ ngơi. Phòng ngự đảo Kim Liên giao cho Quảng Đông Nhân, Ô Nhiên truyền tống hồi đảo Thanh Liên. Diện võ trường, một đội tu sĩ vương gia đang thao luyện. Đội tu sĩ này của vương gia là kiếm tu. Vương gia số lượng tộc nhân tăng mạnh từng năm,
Bởi vì Vương Thanh Sơn, số lượng tộc nhân chuyên tu kiếm đạo không ngừng tăng lên. Vương Mạnh Phần tập hợp những người này lại, huấn luyện bọn họ bố trí kiếm trận đối địch. 18 kiếm tu khống chế phi kiếm vây công một con rối gấu khổng lồ cao hơn 10 trượng. Vương Trường Kiệt ở cách đó không xa quan sát. Từ sau khi Chu Tư Hồng lộ mặt ở Ngũ Long Hải vực, Vương gia liền tăng mạnh huấn luyện tộc nhân. Vương Trường Kiệt cùng Vương Quý Quân phụ trách huấn luyện tộc nhân. Con rối gấu khổng lồ là một con rối thú bậc 3. Kim khí dày đặc bổ lên trên thân của nó, vang lên một chuỗi tiếng kim loại giao kích. Căn bản là không làm gì được nó. Con rối gấu khổng lồ cũng chưa phóng thích pháp thuật công kích tu sĩ Vương gia, chỉ vung một cây lang nha bọc màu vàng công kích tu sĩ Vương gia. Bày ngũ hành kiếm trận, 18 kiếm tu ôn ôn bắt pháp quyết. Hơn 100 cây phi kiếm linh quang lấp lánh, đồng thời bộc phát ra tiếng kiếm rít chói tai, nở rộ ra từng đạo kiếm khí sắc bén vô cùng, hóa thành một đạo kiếm khí 5 màu dài hơn 30 trượng, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa, chém về phía con rối gấu khổng lồ. Con rối gấu khổng lồ lùi 2 bước, ngoài thân đã có thêm một vết kiếm rõ ràng có thể thấy được. Hơn 100 cây phi kiếm bay ở trên đỉnh đầu con rối gấu khổng lồ, nhanh chóng chuyển động, hóa thành một mâm kiếm 5 màu lớn hơn 100 trượng, linh quang chợt lóe. Mâm kiếm 5 màu phun ra một cột sáng màu máu thô to, bao phủ con rối gấu khổng lồ. Mâm kiếm 5 màu sau khi sáng lên vô số phù văn, chợt mơ hồ, chém xuống phía dưới. Một tiếng kim loại giao kích trầm đục vang lên. Con rối gấu khổng lồ bay ngược đi, lùi lại mấy bước mới dừng lại. Ngực có một vết chém dài nửa trượng. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái.